Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip cho nhẹ chồng mình để xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Thì cũng nhân dịp Valentine ngày 14 tháng 2 là ngày của tình yêu. Thì thông thường cái ngày này là các bạn nam sẽ tặng quà cho các bạn nữ. Nhưng ngược lại hôm nay mình sẽ tặng quà cho chồng mình để xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Mọi người muốn biết món quà đó là gì thì hãy theo dõi hết video này nhé. Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một like và chia sẻ giúp mình nha. Bây giờ mình sẽ đi đặt máy quay và chuyển cái clip này thôi. Go! Có tiền không? Chắc chắn là có tiền đúng không? Anh mắc
cười mẹ không lẽ không có tiền tặng cho không giữ đặt da thì nó đặt da tôi nó làm sao. Nhưng mà bây giờ em đưa tiền anh đi hay mình để lại em bỏ tiếp đại chưa đại vậy hay là chưa đại em nói cái này là tặng quà phải lên hai cho anh chị nó tặng quà lên hai cho em nhé tặng quà tấm lòng tấm lòng sáng lắm hả? Dạo mình được cái sáng.
Sau đây mình sẽ kết thúc video nhé. Màn tròn xương xương tới đây là hết rồi. Thì mọi người thấy thấy video này hay thì hãy cho mình một like và share video này giúp mình nhé. Và sau đây mình sẽ hỏi cái người bị tròn cái cảm giác như thế nào nhé. Đó là anh chồng của mình. Anh ơi. Dạ. Tròn nào rồi, mốt tròn rồi, đừng khóc nha. Có gì đâu khóc. Bình thường đó, có điều đó thôi, em thất vọng chút xíu nha. Giờ là đang tặng quà thì ai ngờ đâu cũng bắt. Nghĩ gì sao? Như vậy là mọi người cũng đã hiểu được là vợ mình không có tặng cho mình cái gì hết trơn. Đồ, đồ cổ nè, nói chung là không cho được gì. Tiết sức tinh thần là được rồi đúng không mọi người, đúng không? Đã mình không có đòi hỏi quà cáp rồi đúng không? Bây giờ mình phải tặng cái tinh thần nho nhỏ cho anh ấy. Và sau đây xin làm, chào. Làm bao nhiêu tiền đưa hết luôn, bây giờ tặng quà cũng có 10.000. Thôi than chắc hoài. Thôi à, bây giờ mình kết thúc video nha. Ui cái mặt buồn hiu. Bye bye mọi người.